tiếp tục sẽ là một con ngõ to như phố, 279 Đội Cấn, thông ra Ngọc Hà và Hoàng Hoa Thám, to khủng khiếp, to hơn nhiều con phố. Hai bảy chín Đội Cấn, ngõ to hơn phố. Khiếp sợ, ngõ quá to. Mới vừa rồi thành nhau. Con này thông sang 218 Đội Cấn. Tuy nhiên phía bên kia thì có quy hoạch treo làm đường. Bên này thì ổn. 279 Đội Cấn nhá. Ngõ khủng khiếp. Sao giá Đội Cấn rồi? Đây, ta ra là mặt của Đội Cấn rồi. Không, sang bên kia là ngõ 218 nhá. Nhà Túc Long Châu nhá. Đó, còn ngõ to khủng khiếp. Đây Đội Cấn, to như phố.